Tập đoàn Đầu tư Thăng Long TIG từ một doanh nghiệp tự thân thành lập năm 2001 với vốn điều lệ chỉ 700 triệu đồng. Đến nay, TIG đã vươn tầm trở thành một tập đoàn đa ngành với gần 20 công ty thành viên, niêm yết cổ phiếu tại HNX với vốn chủ sở hữu gần 3.000 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực chính, bất động sản, chứng khoán, dịch vụ tài chính, đầu tư và tư vấn M&A, đầu tư và quản lý tài sản quốc tế. Hiện TIG đang sở hữu một hệ sinh thái kinh doanh tiềm năng và nhiều tài sản giá trị với hàng chục dự án bất động sản có tổng quỹ đất hàng nghìn hecta trên cả nước. Nhiều dự án tiêu biểu đã hoàn thành và đi vào khai thác như quần thể bất động sản nghỉ dưỡng Vườn Resort and Villas, khu nhà thấp tầng TIG Đại Mỗ hay các bất động sản dòng tiền có giá trị cao tại châu Âu như các bất động sản phố cổ trung tâm Budapest. TIG cũng sở hữu định chế tài chính giá trị là công ty chứng khoán VIG, báo điện tử kinh tế chứng khoán Việt Nam với sản phẩm fintech là FIJ hay các khoản đầu tư tài chính chiến lược vào các doanh nghiệp có giá trị. Hơn 20 năm miệt mài kiến tạo giá trị, TIG ngày càng khẳng định được vị thế là một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và đất nước, được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng nhiều năm liên tục. Năm 2024, TIG đã chính thức lọt vào bảng xếp hạng VNR 500, top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, đồng thời lọt vào top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam và top 10 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam trong ngành bất động sản. Với tinh thần khởi nghiệp không ngừng nghỉ và khát vọng vươn tầm của doanh nghiệp Việt, TIG đang vững bước trên con đường trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, vươn ra toàn cầu. TIG kiến tạo giá trị vững bền.